Hiện giờ thì nó đang là 6,5 kg á. Máy này là đã thử cho các bạn rồi đó. Mình có thể xả ra một xíu cho các bạn thấy. Nó quay trở lại với kênh S Pro. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy nén khí của Pegasus. Cái dòng máy nén khí 2 ngựa 70 lít. Thì cái dòng 70 lít này thì nó lớn hơn cái dòng máy mini một xíu thôi. Thì cái dòng máy nén khí 70 lít này thì phù hợp cho các cái tiệm sửa xe cũng như rửa xe cỡ nhỏ đó. Thì các bạn có thể tham khảo qua cái dòng Pegasus 70 lít này. Thì đầu tiên là đây là cái tem của nhà sản xuất nè. Công suất nó là 2 ngựa nè các bạn, áp lực của nó là 83 nha. Dung tích bình là 70 lít. Và cái lưu lượng khí thì khi các bạn mua xài cho các thiết bị thì các bạn cũng lưu ý cái thông số lưu lượng khí nha. Thì của máy này là 170 lít trên phút. Rồi. Đây là motor. Thì motor của dòng máy Pegasus là 100% dây đồng nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý dây đồng khác với dây nhôm nha các bạn. Rồi đây là cái đầu bơm. Thì là đây là cầu một cấp nha các bạn. Có hai cái đầu bơm hút luôn. Thì đây là hai cái lọc gió và giảm âm. Thì cái lọc gió này nó hút hút gió vào đây và nén xuống dưới bình. Thì cái lọc gió này thì chúng ta vệ sinh hàng tuần cho nó. Thì các bạn cứ mở ra mà thôi. Thì các bạn vệ sinh cái này đó. Thì là để đảm bảo cho cái việc hút gió nó được hoạt động trơn tru cũng như là cái năng suất nó đảm bảo hơn. Rồi thì còn cái chỗ này là cái chỗ châm nhớt nè. Các bạn nhớ lưu ý đằng sau nó cũng có một cái nắp, nhưng mà nó có là cái này là cái để thoát hơi nhiệt nha các bạn. Thì các bạn nhớ lưu ý là mấy cái hai cái lỗ tròn nhỏ này các bạn đừng có bít nó lại nha. Rồi thì cái này là cái nắp thay nhớt. Thì cái lượng nhớt của mình á thì mình đảm bảo nhưng mà là nằm trong cái phạm vi chấm đỏ nha. Cái này là nó hơi nhiều rồi đó, thì các bạn có thể là xả bớt ra. Thì xả nhớt ở đây thì là cái lượng nhớt trong lúc mà các bạn mới mua máy á, thì khoảng 100 giờ đầu thì các bạn nên thay nhớt một lần, và sau đó theo định kỳ khoảng 500 giờ thì các bạn thay nhớt giùm mình định kỳ nha. Đó, cứ châm nhớt hoặc xả nhớt này thôi. Thì cái nhớt dùng cho cái máy này là nhớt 40 hoặc 50, nhớt dùng cho xe máy á các bạn. Rồi ở đằng trước đây là cũng giống như những cái máy Pegasus khác mà mình giới thiệu, thì cũng là một cái cụm gồm van, hai cái van 1/4, cái rờ le đóng ngắt tự động. Thì cái rờ le này là 8 kg nó ngắt và 5,5 kg nó bơm lại nha các bạn. Đây là cái đồng hồ chỉnh canh áp ở trong cái bình. Hiện giờ thì nó đang là 6,5 kg á. Máy này là đã thử cho các bạn rồi đó. Có thể xả ra một xíu cho các bạn thấy đó. Còn cái này là cái van an toàn. Khi mà máy nó đang bơm mà có sự cố và cái rờ le này nó không ngắt thì áp nó lớn hơn 8 kg thì nó sẽ tự bung lên nha các bạn đó. Rồi ở đây nó có một cái số lưu ý mà nhà sản xuất có dán trên bình nè, thì các bạn nhớ xem một số lưu ý cũng như là bảo dưỡng hàng ngày, hàng tuần và định kỳ. Thì cũng giống như mình nói nãy thôi, thì cái bình này nè thì các bạn mỗi ngày các bạn nên xả nước một lần thì để đảm bảo cho cái lượng khí mình ra nó sạch hơn. Thì cái lượng nước á thì các bạn xả ở đây, các bạn nhớ lưu ý nè, nó có cái tem chỉ cho mình hết đây nè, ở dưới đây nó có một ống nè. Thì các bạn cũng lưu ý cái là các bạn phải xả hết khí ra nha, xả hết khí ra và hẳn vặn cái ống này ra. Tại vì cái ở cái áo bên trong nó còn lớn á, các bạn mà vặn ra cái thì nó rất là nguy hiểm, có thể gây thiệt hại về người cũng như là vật.
Rồi thì đó là một cái số lưu ý của cái máy này thôi. Thì các bạn nhớ là kiểm tra theo cái bảng hướng dẫn của nhà sản xuất đặt ra là được. Rồi thì cái này mình nên bảo quản ở nơi thoáng mát nha các bạn, không nên đóng kín đó, tại vì nó chạy thì nó sẽ nóng, mà các bạn đóng kín thì nó không có thoát hơi được á. Rồi đó là một cái số lưu ý cơ bản thôi, thì có gì các bạn tham khảo. Rồi xin cảm ơn các bạn.